Hello cả nhà, hôm nay Hiền sẽ chia sẻ với cả nhà về cái cách Hiền sử dụng Wellosophy của Natural Balance và Wellosophy của Meal Replacement nha. Thường thì Hiền sẽ pha chung hai cái này để uống với nhau cho nó đỡ ngán đó mọi người. Cả nhà mình có thể pha với sữa, sữa tươi, ít đường, sữa đậu nành hoặc là pha với nước nha. Pha với sữa thì uống nó sẽ béo hơn. Đây, Hiền sẽ lấy nửa muỗng của Natural Balance này và sẽ kết hợp với nửa muỗng của Meal Replacement. Meal Replacement này thì cứ nó nhạt lắm mọi người, nó không có đường, không có gì hết đó, nên mình sẽ pha chung hai này với nhau là uống sẽ rất là ngon nha. Đó, lắc lên. Pha với sữa thì uống nó sẽ béo hơn. Hôm nay nhà Hiền hết sữa rồi. Lắc đều lên. Chúng ta sẽ cần có cái bình lắc này để chúng ta sử dụng nha cả nhà. Tại vì những cái hạt bột như này nè mà chúng ta sử dụng muỗng để quậy lên thì nó sẽ không có tan được hết và uống nó sẽ hơi lợn cợn nha. Nên chúng ta sẽ cần bình lắc này hoặc là một cái bình lắc bự xịn hơn của Oriflame nữa. Đây mời mọi người nhé. Đây, xong rồi, uống sữa là ngon hơn đó. Nhưng mà nay hết sữa. Natural Balance và Meal Replacement kết hợp với nhau quá ngon, mời mọi người.